tay sai một, tay sai hai. Thấy gì chưa? Đây là thú nuôi của John đó. Ta vừa mua lại chúng trên đường về đây. Chúng nó không phải là mèo thường đâu nha. Tụi nó chính là hai con mèo robot. Chúng sẽ giúp ta cào cắn mô tô bát lu ra thành bột mì bằng miệng và móng vuốt sắc nhọn. Chỉ cần nhiêu đó là đủ rồi. Nhưng mà đại ca ơi, bọn chúng có cắn tụi mình không đại ca? Chuyện đó hai người cứ yên tâm. Chỉ cần đưa hình của chúng ta cho nó xem rồi bấm nút màu xanh trên người chúng, thì khuôn mặt của ba đứa mình sẽ được thiết lập vào dữ liệu bạn bè của hai con mèo này. Nhưng ngược lại, khi đưa hình mô tô bắt lưu cho chúng xem, bắt buộc ta phải nhấn vào nút màu đỏ. Lập tức mặt của hai tên đó sẽ chuyển vào dữ liệu kẻ thù của lũ mèo. Chúng sẽ đi săn lùng từng tên một và cắn mãi không buông. Kế hoạch này hay quá à. Vậy là ba chúng ta không cần phải làm gì hết rồi. Đúng rồi đó. Ta chính là ông Trùm John. John vẫn là ông Trùm. Trước tiên chúng ta nên kiểm tra thử bọn chúng đi cho chắc. Nếu không lỡ như kết quả mà đổi ngược lại thì chúng ta lãnh đủ luôn đó. Đúng đó đại ca. Chờ một chút để em cho con mèo robot xem tấm hình của đại ca liền nha đại ca. Mục tiêu bạn bè, mục tiêu kẻ thù. Đừng mà, ta không có chịu đâu. Bị cào đau lắm mà, mau nhấn nút cho chúng dừng lại, mau đến. Thú nuôi của ta mà lại tấn công ta sao? Bực mình thiệt. Đại ca giỏi thiệt đó nha. Chuyện bị mèo cào mà đại ca cũng làm thơ kể lại được. Ông Trùm John đúng là số 1. Thôi đi, tài năng của ta có khen một ngày cũng không đủ. Hai đứa mau chuẩn bị đi. Tới giờ dắt thú cưng của John đi dạo rồi. Mô tô bát lu sẽ phải tơi bời vì bị cào cấu cắn xé. Cào nè, cắn xé nè, cho đáng đời. Thần Linh ơi, ông bán trà. Chắc là bây giờ bánh samosa của ông nổi tiếng khắp nơi rồi đúng không hả? Ông nhìn đi, tới mèo quang ở trong rừng cũng chạy tới đây kiếm bánh dụng của ông để ăn nữa đây nè. Ai ăn cũng được hết, dù là mèo hay sư tử. Miễn đem đủ tiền trả cho tôi thì sẽ có bánh nóng hổi ăn liền. Tránh ra coi. Tụi nó bị cái gì vậy? Ông bán trà đòi tiền bánh của tụi nó mà. Tại sao tụi nó lại nổi giận với tụi mình chứ? Chạy thôi. Mau lên. Alo cảnh sát trưởng ơi, mà tên cứu tôi và bắt luôn đi cảnh sát trưởng, xảy ra chuyện rồi. Không cần sợ, đã có chim gươm ở đây nên tất cả mọi rắc rối sẽ được giải quyết trong chớp mắt. Cứ ở yên đó đợi tôi đi. Cứu tôi với. Tôi tới đây. Mục tiêu kẻ thù. Cho ta nhân danh pháp luật, ta ra lệnh cho hai ngươi dừng lại ngay. Xin tề với tổ quốc thân thương, xin tề với quê cha đất mẹ. Ôi thần linh ơi, có biết ta là ai không? Mèo quang mà dám tấn công cảnh sát hả? Ta nhốt lại hết bây giờ. Thiệt đó, đừng có cứng đầu nữa. Mệt quá. Không được. Mệt quá đi. Xuống đi, xuống giùm đi. Mệt quá. Thần linh ơi. Sếp ơi sếp, tại sao hai con mèo đó lại tấn công sếp rồi bỏ chạy chứ? Thật khó hiểu. Theo tôi suy luận thì có một khả năng. Ai là chủ nhân của lũ mèo này? Sao chúng lại tới đây? Chắc chắn kẻ thù đã phái chúng tới thăm dò chúng ta đó. Sếp ơi, tôi chỉ ngưỡng mộ một mình sếp thôi. Cả đất nước này phải trông cậy vào sếp đó. Sếp chính là ánh mặt trời, độ sáng hơi nhỏ chút xíu thôi, quên nữa. Sếp có bị chúng cắn ở đâu không vậy hả sếp? Mấy vết cào này nhầm nhò gì chứ? Hai cậu cứ đứng đây đợi, tôi ra ngoài một chút. Ôi thần linh ơi, hai con mèo đó cắn đầu quá. Tay mình rướm máu luôn rồi nè. Nghe nè, giờ phải truy lùng lũ mèo. Chúng ta cần lấy lại chiếc xe yêu dấu của tôi. Tiến
Shizaka ơi, chúng tôi thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Hai con mèo đó cứ tìm tụi tôi giống như là ông tìm mật vậy đó. Nhưng chúng tôi đã làm gì đắc tội với chúng chứ? Ôi Moto, người bạn tội nghiệp của tôi ơi, nghe anh kể là tôi thấy nghi liền. Tôi có thể chắc chắn một điều, hai con mèo anh vừa nói chính là mèo robot đó ha. Tiến sĩ Chatka nói rất chính xác. Theo 20 năm kinh nghiệm tìm hiểu về mèo thì không một loài mèo nào có thể chạy xe một cách điêu luyện như vậy hết. Tôi khẳng định với mọi người, bọn chúng là mèo robot đó. Nhưng tại sao bọn mèo robot lại thích đuổi theo hai chúng tôi chứ? Và chỉ nhào vô cắn chúng tôi thôi à? Sao chúng không cắn những người khác? Ôi Bách Lu, người bạn thông minh của tôi ơi, anh vừa mới đưa ra một thắc mắc vô cùng hợp lý. Mà trên đời này, làm chuyện gì cũng có nguyên nhân hết. Đảm bảo hai con mèo đó đã được người ta cho xem hình của hai anh rồi. Họ nhập dữ liệu vào một kẻ thù, nên lũ mèo mới truy đuổi liên tục như vậy đó. Anh hiểu chưa? Nếu vậy thì tiến sĩ Chaka, ông hãy nghĩ cách đổi vị trí của mấy tấm hình đó giùm tôi đi. Tức là lấy hình của hai chúng tôi chuyển vô một bạn bè, còn chủ nhân của lũ mèo ông hãy chuyển vào một kẻ thù có được không? Đương nhiên là được chứ Bách Lu. Chaka là tiến sĩ thiên tài mà, không có gì làm khó được tôi hết đó. Cầm lấy hai con chip màu vàng trước đi, rồi tìm cách đưa hai con chip này vào trong bụng của lũ mèo đó. Thì khi đó toàn bộ hệ thống sẽ bị thay đổi ngược lại. Ai đang là bạn sẽ biến thành kẻ thù, còn kẻ thù sẽ trở thành bạn. Vẫn còn một câu hỏi chưa tìm được đáp án nè. Đó là ai đã đứng sau lưng sai khiến hai con mèo robot này ta? Còn ai vào đây ngoài tên John thích kiếm chuyện đó nữa chứ? Đi thôi, phải dạy cho hắn một bài học mới được. Hai con mèo robot ngoan hiền của ta, nào tới giờ đi tìm kẻ thù và xử lý bọn chúng rồi. Đại ca giỏi thiệt đó nha, xử lý mà cũng làm thơ được nữa. Dạ không phải là lúc để khen ta, phải xem coi lần này Moto Bách Lu sẽ bị đánh bại thảm hại như thế nào. Tới đây nè, tao đợi tụi mày lâu lắm rồi. Có con cá vàng tươi nè, ăn không? Nếu đói bụng thì mau tới ăn cá vàng đi. Mèo ơi, mèo ngoan, tới đây. Thôi nghĩ cách khác đi, tụi nó không chịu tới ăn đâu. Hay là làm liều đút vô miệng tụi nó luôn cho rồi ha. Ta nghĩ chắc bây giờ hai đứa cũng đuối lắm rồi đúng không? Lại đây, cá tươi ngon lắm nè, ăn đi để có thêm sức mạnh chứ. Nếu có cuộc thi tìm ra kẻ ngốc nhất thị trấn thì chắc chắn 100% Moto Bách Lu sẽ được trao giải nhất. Hai đứa bay có thấy kẻ thù của chúng ta là tên đại ngốc hay không? Mèo robot đâu có thích ăn cá chứ. Kỳ lạ ghê, hai con mèo đó lại chịu ăn cá tươi rồi kìa. Sao đại ca nói chúng không thích ăn cá mà? Ngươi biết cái gì mà nói, tụi nó đói bụng nên ăn đại thôi. Cứ yên tâm đi, tới giờ mọi chuyện vẫn đi đúng theo kế hoạch của ta. Mục tiêu kẻ thù, mục tiêu bạn. Tại sao lại như vậy? Anh ta không thể nào chấp nhận được sự thật này. Moto Bách Lu đã làm phép thuật gì lên hai con mèo máy đó hả? Tới máy móc mà cũng phản bội ta là sao chứ? Lần này ta sẽ không nhẫn nhịn bọn chúng nữa. Nhìn cho kỹ, ta sẽ giải quyết triệt để. Mục tiêu bạn, mục tiêu kẻ thù. Xuống đi, xuống. Tụi mày làm cái gì vậy? Tao là chủ nhân của tụi mày đó. Mèo tấn công lộn người rồi kìa kìa. Cắn Moto Bách Lu mới đúng. Thiệt đó. Nè, tao là người đã mua hai ngươi về mà. Tại sao lần nào tao cũng thất bại hết trơn vậy? Mèo ơi, coi như tao đang nghĩ tụi mày đó. Xuống đi, đừng cắn nữa, được không? Mèo ngoan, đúng thôi. Tại sao Moto Bách Lu luôn phát được kế hoạch trả thù của ta chứ? Cho ta biết đi, phải làm cách gì mới khiến cho hai tên đáng ghét đó không còn ám ảnh cuộc đời của ta nữa. Đại ca, chỉ cần anh được tìm cách hãm hại Moto Bách Lu nữa là được thôi. Cũng vì đi theo anh mà tụi em mới khổ như vậy nè. Chạy mau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.